Mới đây tại Hà Nội, hưởng ứng tháng an toàn giao thông, cao điểm xử lý các hành vi vi phạm giao thông, Sở Giao thông Vận tải và Công đoàn ngành phối hợp tổ chức tuyên truyền hình ảnh đẹp, xây dựng văn hóa giao thông và tổ chức chung khảo hội thi tìm hiểu luật giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô giỏi an toàn trong công nhân viên chức lao động ngành Giao thông Vận tải Hà Nội năm 2024. Tiếp tục thực hiện năm an toàn giao thông 2024 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giao nhiệm vụ cho Công đoàn ngành xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật về trật tự an toàn giao thông nói riêng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động là nhiệm vụ thường xuyên liên tục. Thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội. Bên cạnh nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, Công đoàn ngành duy trì tổ chức hội thi tìm hiểu luật giao thông đường bộ thường niên nhằm tuyên truyền sâu rộng để mỗi đoàn viên, công nhân viên chức lao động ngành Giao thông Vận tải Hà Nội gương mẫu đi đầu chấp hành luật giao thông đường bộ. Giải nhất hội thi thuộc về Công ty Cổ phần Quản lý Taxi G7.